Kinh giải oan là bài kinh dùng để giải tỏa các mối oan khuất, sự mê chấp của những con người lẫn vong linh còn lẩn quẩn trong vòng xoáy khổ đau, u mê tâm tối. Khi được nghe lời kinh này, lại được tắm thánh thủy, thì người sống và vong linh đang có sự oán hận, khúc mắc đều sẽ được an tịnh. Từ đó, minh mẫn sáng suốt mà nghĩ lại, xét mình qua những việc phải trái đúng sai, hồi đầu hướng thiện, tu hành tinh tấn. Sau đây là phần diễn giải ngắn gọn từng đoạn của bản kinh để người đọc có thể phần nào hiểu được ý nghĩa mà bản kinh đem lại. Vòng xoay chuyển vong hồn tấn hóa, nương sát thân hiệp ngã càn khôn. Hai câu này nói về việc theo sự tiến hóa của linh hồn từ thấp đến cao, chân hồn phải học hỏi từ các kiếp sinh là vật chất, thảo mộc, thú cầm mới lên được đến con người, rồi lại tu học để đạt được các phẩm vị cao trọng mà hòa mình vào đại vũ trụ. Đó là sự nương nhờ vật chất hữu hình để tinh tấn tâm linh. Từ đó, ngày càng hòa nhập cả tinh, khí, thần thành một, hòa nhập tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ trong tình yêu thương, hòa ái. Bước đường sanh tử đã chồn, oanh oanh nghiệt nghiệt dập dồn trái căn. Hai câu này nói về việc vì mang thể xác hữu hình nơi mình, lại thêm việc mỗi sự tồn tại đều có các nghiệp duyên, căn quả từ quá khứ đến hiện tại. Cho nên những loại nghiệp căn càng dồn dập, tác động vào cuộc sống của mỗi chúng sinh, để cho các nhân trước đây được các thành quả. Cứ thế, nhân duyên nghiệp quả liên tục xảy đến với mỗi chúng sinh mang thân xác hữu hình nơi thế gian này. Luật nhân quả để ranh thánh đức, cửa luân hồi nhất bậc cao siêu. Hai câu này nói về việc luật nhân quả luân hồi nhắc nhở cho chúng sinh biết rằng phải trái đúng sai, thiện lành ác trược, tất cả đều là nhân nào quả đó, chẳng sai chạy bao giờ. Nhờ luật này mà ngăn ngừa chúng sinh hành những sự ác, hướng về những điều thiện lành chánh trực. Dầu chăng phải mực thiên điều, cũng quyền tự chủ dắt dìu thiên lương. Hai câu này nói về việc dù cho kẻ nào gây ác nghiệp thì những bậc tu đạo cũng cần phải biết dùng tình yêu thương để đối đãi cùng kẻ ấy, từ bi tha thứ và khuyến thiện để kẻ lầm lỗi có cơ hội sửa mình theo sự dìu dắt của thiên lương, cũng chính là lương tâm của mỗi người. Từ đó họ có thể hành thiện lập công bôi đức, giải nghiệp cho mình cũng như tu học thêm tinh tấn. Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm, mùi đau thương đã thấm chân linh. Hai câu này nói về việc vì trần gian là bể khổ, cho nên vạn sự tồn tại nơi cõi trần đều đang đắm chìm trong khổ hải. Thế nên phần đông chúng sinh có thiên tánh đều bị che lấp bởi vô minh, nhuốm mùi đau thương trần tục. Dây oan xe chặt buộc mình, nhấp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. Hai câu này nói về việc những duyên nghiệp mà chúng sinh gây nên trong quá trình lăn lộn, tìm kế sanh nhai ở đời, nhất là có liên quan đến ham muốn, danh lợi, khiến cho chúng sinh phải kẹt trong khổ hải bởi sự ràng buộc duyên nghiệp do mình gây nên. Những duyên nghiệp được đăng kết bởi phàm tâm, bởi những tham sân si, thất tình lục dục, khiến mỗi người bị thói đời tiêm nhiễm, ngày càng chìm sâu trong những tranh đấu hơn thua với thế tục, để rồi dần dần quên mất bản tính thuần lương, thanh tịnh của mình. Chịu ô trược, chân thần nặng trĩu, mảnh hình hài biến hiểu lương tâm. Hai câu này nói về việc vì chịu bao nghiệp trần nặng trược như thế, phần trí của con người cũng ngày càng trở nên u mê, xa rời thiên tánh, chẳng muốn nghe hiểu những lời thiện lành mà lương tâm nhắc nhở. Phong trần quen thú cung âm, cảnh thân ngơ ngẩn lạc lầm phong đô. Hai câu này nói về việc tâm trí lẫn thể xác của những chúng sinh mê đắm dục vọng trần gian vốn đã dần quen với những cảnh sắc tướng đau khổ, vì xa rời lạ lẫm với các cõi giới thiêng liêng mà đoạn lạc chúng âm quan, cũng là bởi vì sự đồng cảm tương ứng với các cõi giới của đau khổ dục vọng. Trong các cõi giới của đau khổ dục vọng ấy, phong đô là một cõi tiêu biểu được hình thành bởi những chấp niệm của con người nơi thế gian,
như những chấp niệm vào nhà cửa, ruộng vườn, vợ chồng con cái thân tộc, của cải vật chất, vân vân. Từ đó mà chuyển sinh thành ngạ quỷ, để khao khát được tiếp tục níu giữ các vật chất, tài vật ấy. Khối trái chủ những lo vay trả mới gây nên nhân quả nợ đời. Hai câu này nói về việc nhân đã gieo thì nhân ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, kết thành quả. Con người sinh tồn nơi mặt thế gian bị duyên nghiệp chi phối thì suốt đời cứ quanh quẩn trong vòng vay trả nợ đời. Sẵn mình đâu đặng thảnh thơi, thiên cùng lỡ lối chơi bơi cõi trần. Hai câu này nói về việc nhiều kẻ tưởng chừng là an nhàn rảnh rỗi, nhưng thực ra cũng đâu thể ung dung thảnh thơi được nếu như chưa trả xong các món nợ của mình. Nợ duyên chưa dứt thì chẳng thể giải thoát lên các cõi giới cao trọng, do đó cứ phải chơi bơi trong cõi trần gian khổ hải từ kiếp này sang kiếp khác. May đặng gặp hồng ân chan rưới, giải trái oan sạch tội tiền khiên. Hai câu này nói về việc nhờ may duyên gặp được chân đạo, từ đó mỗi chúng sinh được ánh sáng đạo pháp soi sáng mà tu tâm dưỡng tánh, hành thiện để rửa sạch những tội lỗi tiền duyên. Đóng địa ngục, mở tầng thiên, khai đường cực lạc, dẫn miền Tây Phương. Hai câu này nói về việc khi chúng sinh không còn gây ác nghiệp thì địa ngục đâu cần thiết nữa, cho nên thầy mẫu đã ban đặc ân là đóng địa ngục, mở tầng thiên, là cũng vì tình yêu thương chúng sinh vô hạn. Thầy mẫu muốn dẫn dắt các con của người trên đường đạo đức để sớm đến ngày giải thoát luân hồi, từ đó mới có thể trở về cõi an nhàn tự tại mà kinh sách xưa nay hay nhắc đến, gọi là Tây Phương Cực Lạc đó vậy. Nhập thánh thể do đường cựu vị, nơi chân truyền khử quỷ trừ ma. Hai câu này nói về việc mỗi người nghe theo sự dìu dẫn của ánh sáng thiên tánh mà đem thể xác, trí não, tinh thần hòa cùng thiên tánh trọn lành nơi thân xác hữu vi này. Nhờ vậy mà bước đi trên con đường đạo pháp để trở về đúng nơi mình đã xuất phát, vốn là từ cõi thiên liêng để đến cõi trần. Nhắc nhở mỗi người hãy noi theo chân truyền là bác ái, công bình. Từ đó khử quỷ, trừ ma, đó cũng là vượt qua được chướng ngại, thử thách, khảo đạo, dục vọng của người hành giả trên bước đường tu đạo. Huệ quang chiếu thấu chánh tà, chèo thuyền bát nhã, ngân hà độ sanh. Hai câu này nói về việc nhờ vào sự tinh tấn của trí tuệ cùng với sự từ bi hòa ái mà hành giả tu đạo nhìn rõ thấu được chánh tà, phải trái đúng sai. Sự quang minh sáng suốt, trí tuệ, đức từ bi ấy chính là con thuyền bát nhã độ dẫn cho chính bản thân hành giả với bao chúng sinh cùng nhau thoát vòng khổ hải. Cứ nương bóng chí linh soi bước, gội mê đồ tắm nước Maha. Hai câu này nói về việc hãy noi theo ánh sáng đạo pháp mà thầy mẫu đã dẫn truyền nơi các mối đạo. Ánh sáng đó chính là tình yêu và công chánh, hướng về chân thiện mỹ, gội sạch những sự u mê của thói đời bằng nước cam lộ thánh thủy. Mọi đau khổ dục vọng đều chẳng còn nữa, thanh khiết. Liên đài mây nở thêm hoa, lão đam cũng biết, thích giả cũng quen. Hai câu này nói về việc khi một chân hồn trở nên trọn lành, nơi cõi thiên liêng vô hình kia lại có thêm một hoa sen nở rộ, tượng trưng cho sự đắc phẩm quả vị cao trọng. Lão đam chỉ về Đức Lão Tử, còn thích giả chỉ về Đức Thích Ca. Bởi vì hành giả đã hướng thiện, hòa mình với đại vũ trụ, hòa với tình yêu thương không chánh vô hạn, cho nên đã trở nên thân quen, gần gũi với chư vị có nguyện lực, tâm đức tương ứng, chẳng hạn như Đức Lão Tử, Đức Thích Ca vậy. Thay cho lời kết, mời quý vị cùng nghe lại bài kinh một cách trọn vẹn, mến chúc quý vị thân tâm an lạc, thường tinh tấn. Kinh Giải Oan. Vòng xoay chuyển phong hồn tấn hóa, nương sắc thân nghiệp ngã càn khôn. Bước đường sanh tử đã chồn, oan oan nghiệp nghiệp dập dồn trái căn. Luật nhân quả để ranh thánh đức, cửa luân hồi nhất bực cao siêu.
dầu chăng phải mực thiên điều, cũng quyền tự chủ dắt dìu thiên lương. Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm, mùi đau thương đã thấm chân linh. Dây oan xe chặt buộc mình, nhấp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. Chịu ô trượt chân thần nặng trĩu, mảnh hình hài biến hiểu lương tâm. Phong trần quen thú cung âm, cảnh thân ngơ ngẩn lạc lầm phong đô. Khối trái chủ những lo vay trả, mới gầy nên nhân quả nợ đời. Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi, thiên cung lỡ lối chơi bơi cõi trần. May đặng gặp hồng ân chan rưới, giải trái oan sạch tội tiền khiên. Đóng địa ngục mở tầng thiên, khai đường cực lạc giữa miền Tây Phương. Nhập thánh thể do đường cự vị, nôi chân truyền khử quỷ trừ ma. Huệ quang chiếu thấu chánh tà, chèo thuyền bát nhã ngân hà độ sanh. Cứ nương bóng chí linh soi bước, gội mê đồ tắm nước ma ha. Liên đài may nở thêm hoa, lão đam cũng biết, thích già cũng quen.